Thanh Liên, mảnh đất hữu tình, sau sông trước núi giữa đồng lúa xanh, về với Thanh Chương, với ốc đảo chè xanh mát, với thác Liếp bốn mùa nước treo, với nét đẹp tín ngưỡng của đền Bạch Mã, của đình Võ Liệt, con người nơi đây luôn cần cù, chất phác và thật thà, với một lòng yêu quê hương sâu sắc. Xin được kính mời quý vị cùng dành cho mình một chút không gian và thời gian để cùng trở về với mảnh đất Thanh Liên, một miền quê với địa thế trước núi, sau sông, giữa những cánh đồng mênh mông bát ngát. Thanh Liên tuy không được thiên nhiên ban tặng những xanh lam thắng cảnh hùng vĩ, nhưng chúng tôi, những người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thanh Liên, rất tự hào về một miền quê non nước hữu tình. Truyền thống văn hóa lâu đời, nhiều công trình văn hóa có ý nghĩa rất lớn gắn liền với sự hình thành và phát triển của địa phương, như văn chỉ bia Tổng Cát Ngạn, nơi ghi danh con em Cát Ngạn đỗ đạt qua các kỳ thi cử; đền Bàn Cảnh, nơi thờ tự Thượng Thư Hình Bộ Đinh Bô Cương, người chủ trì việc chiêu dân lập ấp, khai khẩn nên các xã vùng hữu Ngạn, Tổng Cát Ngạn, trong đó có Thanh Liên; đền Quan Lang, nơi thờ tự Thành Hoàng Cao Điền Hắc Y Nhị Vi Lâm Cục. Về với Thanh Liên, quý vị có thể đến vãn cảnh và cầu nguyện những an bình, hạnh phúc. Hàng năm, chính quyền địa phương và nhân dân đều long trọng tổ chức lễ tế, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đường đi bảo vệ quê hương, hòa bình và nó ấm, giờ đất nước mến yêu, ta lại về đất. Ngược cầu Dùng qua Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, quý vị sẽ được đặt chân đến mảnh đất Thanh Liên, nơi mà bốn mùa được phủ xanh bởi một màu xanh của vườn cây ăn trái ngút ngàn. Xuân qua, đông đến, những bãi ngô, ruộng lúa thăm thẳm một màu xanh ngút ngàn. Người dân Thanh Liên hết sức tự hào khi xen lẫn giữa những cánh đồng lúa bát ngát là những hồ sen mênh mông. Hè đến, sen nở, hương thơm lừng cả một miền quê, điểm tô thêm cho bức tranh quê thanh tao và đầy ảo diệu. Xây trường cao ngôi mới, vang vọng ngàn khúc ca. Bát ngát, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng dãy Săng Màn với những ngọn núi nhấp nhô, có nhiều khe suối chảy về hai đập lớn và các dòng chảy nhỏ tưới tiêu cho cánh đồng và sinh hoạt của bà con địa phương. Với rừng keo xanh bát ngát tạo cảnh quan môi trường sinh thái và tăng thu nhập
để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, tuần lễ áo dài với tà áo dài truyền thống gắn liền với người phụ nữ Việt Nam. Hội đã xây dựng công trình Con đường hoa, tháng 3 dịu mát bên những cánh hoa muôn màu, khoe sắc để tôn vinh vẻ đẹp tao nhã, hiền thục của người phụ nữ Việt Nam. Thanh Liên là xã nằm trên vùng hữu ngạn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bên dòng sông Răng thơ mộng phù sa, bồi đắp dọc bên bờ sông có những bái ngô xanh thẳm, những vườn cây ăn quả xanh ngút ngàn. Có triền đê vững chãi, che chở cho người dân nơi đây mùa mưa lũ. Có nhịp cầu treo nối đôi bờ nhịp giữa hai xã Thanh Liên và Phong Thịnh. Có đường quốc lộ 46C chạy qua, có chợ răng trên bến dưới thuyền, nơi trao đổi mua bán. Sản phẩm hương trầm Liên Đức thơm mãi với thời gian là sản phẩm được làm từ 100% hương liệu tự nhiên như rễ hương, hoa hồi, trầm, quế và bí quyết gia truyền được nhân dân cả nước tin dùng. Bằng những nỗ lực, ý chí vươn lên, nhiều người con Thanh Liên đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống, chất lượng, góp phần nâng cao kinh tế địa phương. Đến nay, Thanh Liên có 5 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận sản phẩm OCOP, bao gồm hương trầm Liên Đức, nước súc miệng No Smoking, răng miệng Xuân Vinh, xịt hôi nách Xuân Vinh, xịt mùi hôi chân Xuân Vinh. Quý khách có thể đến tham quan, tìm hiểu về quy trình cũng như mua cho mình một ít sản phẩm để sử dụng và làm quà hết sức thiết thực và ý nghĩa. Dọc theo quốc lộ 46C, chúng ta cùng đến với làng nghề bún bánh Liên Hương. Tại nơi đây, rất nhiều loại bánh được sản xuất như bánh mứt, bánh gói, bánh mì và bánh chưng xanh. Mỗi loại bánh sẽ mang đến cho quý vị những cảm nhận khác nhau bởi nguyên liệu quen thuộc và bí kíp truyền thống mang đến cho quý vị những hương vị độc đáo như và bánh mứt và bánh gói chúng tôi đang có. Tuần lễ áo dài, chúng tôi đại diện cho chị em phụ nữ xã Thanh Liên muốn gửi tới quý vị một chút cảnh sắc, một ít nét đẹp của văn hóa cao điền Đức Nhuận ngày xưa và hôm nay để đồng cảm, sẻ chia và ghé thăm Thanh Liên trong một đại gia đình Thanh Chương yêu dấu. Thanh Liên